pha quay xe cực gắt đến từ bạn gái cũ Hứa Khải. Sau khi bạn gái cũ của Hứa Khải là Đại Kim đăng Weibo nói 2 ngày sau sẽ đưa ra bằng chứng nói về việc Hứa Khải không hề bị bạo hành khi yêu đương cùng mình. Phía Giang Cư Mận, kẻ hóng hớt ăn dưa lớn, kẻ ngồi làm anh hùng bàn phím mắng chửi người, có người lại vì thần tượng mà ngồi phản công bình luận, hay đặc biệt hơn chính là các Thành Đào đã khui ra được một vi, Đại Kim và bạn bè của cô mắng chửi Hứa Khải, bắt Hứa Khải quỳ được tung lên mạng. Ngay sau đó thì Đại Kim đã nhanh chóng lên mạng Weibo đăng bài nói mình không hề có ý bóc phốt ai bạo hành cả. Điều này khiến cư dân mạng cho là Đại Kim đang cố tình hám phêm để được chú ý tới. Cụ thể nội dung trong vi, cô Đại Kim bạn gái cũ của Hứa Khải và bạn bè của cô này cười cợt và có nhiều lời chế giễu Hứa Khải. Còn Hứa Khải lúc này không rõ là do say rượu hay bị bắt quỳ xuống trên đường, bên cạnh còn có hai người khác cầm lấy hai cánh tay của Hứa Khải. Lại, Xu Khải, số, hai đầu. Hai đầu. Lại, không nhận số. Lại, không nhận số. Hai đầu. Lại, 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 我没有什么话好说，我觉得在这个事业上没有我什么克服不了的人。石凯，石凯，采访一下石凯，石凯，今天的最红男模，最红了吗？太牛了！来，来，来，来，来，耶！今晚有什么感想吗？有没有很爽？很爽，爽到爆有没有？有没有爽到爆？我操！ 态度nói cười của Đại Kim và bạn bè của cô gái khiến cho người xem vi cũng không hề cảm thấy đây là một trò đùa giữa bạn bè với nhau mà giống như bắt nạt người yếu thế hơn mình vậy. Nhiều cư dân mạng chê cười Đại Kim là cô gái vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý kiếm fame để được nổi tiếng. Cũng có nhiều cư dân mạng vẫn đang ở thế ăn dưa trung lập tiếp tục nói chờ thêm 2 ngày nữa biết đâu sẽ có dưa thực sự. Đối với quả dưa lần này, bạn nghĩ sao? Hãy comment cho mình biết ý kiến của bạn như thế nào nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung hấp dẫn khác.